Trong lúc hỏa hoạn, tử vong thường là do bị ngạt khí. Vì vậy, điều đầu tiên các nạn nhân phải tìm cách thoát khỏi hoặc là tránh xa những không gian nhiều khói gây ngạt. Chính vì thế, cho dù bạn đang sống trong khu chung cư, đang ở trong một khách sạn hoặc làm việc trong một tòa nhà cao tầng, nếu hiểu biết và thuộc lòng các cách thoát hiểm thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn khi mắc kẹt trong một đám cháy nhà cao tầng. Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.